Em chào cả nhà nhé, em là Thúy bán hoa lan tại thành phố Nam Định ạ. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền nhé. Toàn bộ những cái đơn hàng hôm nay em báo ra là cái giá chưa bao gồm phí vận chuyển, tương đương với việc là hôm nay em không bao ship nhé. Đây, hôm nay thì em có một vài cái mặt hàng mới. Đầu tiên đó là cái hàng bảng này, hàng châu ôm gỗ nhá. Châu ôm gỗ hàng thuần, một bảng 2 cây. Như thế này em bán là 180.000 một bảng. Em ship từ 2 bảng trở lên ạ. Đây. Khi mà mọi người mua từ 5 bảng trở lên nhá, em sẽ bao ship cho các bác này. Ok chưa ạ? Châu Thái nhiều màu, hoa sổ số, đảm bảo cuối năm cho hoa. Thời gian cho hoa sẽ dao động từ tháng 11 đến tháng 2 âm lịch. Đây, mọi người có nhìn thấy cái vòi hoa cũ của nó đây không ạ? Cái hàng này thì trung bình một cây nó chỉ dao động khoảng tầm 2 cặp lá rưỡi đến 3 cặp lá rưỡi một cây thôi nhá cả nhà nhá. 2 cặp lá rưỡi đến 3 cặp lá rưỡi một cây. Hàng bao đẹp này. Bao đẹp. Bao lôi lá nhá. Đây, những cái hàng như thế này này. Em sẽ tìm một con nó bị lỗi lá. Làm ví dụ cho mọi người đây, ví dụ như con này, trực tiếp luôn này. Như thế này nhá, sẽ bỏ ra thanh lý một bài riêng cho mọi người không gửi, mọi người yên tâm nhá. Cái này thì cây của nhà em nó chỉ là cây trung bình thôi, cây nhỡ nhỡ thôi. Thế là cái chiều dài lá của nó ấy ạ, nó sẽ chỉ dao động trong khoảng tầm 15 sen nhá. 15, dao động xấp xỉ 15 đến 18 sen chiều dài lá. Như thế là mọi người có thể hình dung được cái cây thực tế. Đây này. Cây này nó chỉ tương đương với một cái bàn tay thôi nhá, tương đương với một bàn tay em thôi này. Cây vừa nhá, chứ không phải cây to nhá, hàng này hàng cây vừa. Đảm bảo với mọi người là cuối năm nó sẽ cho hoa. 180.000 một bảng, ship từ 2 bảng trở lên. Khi mà mọi người mua từ 5 bảng trở lên em sẽ bao ship này. Cái hàng này thì mọi người lưu ý giúp em là em chỉ có hàng lá kiếm, không có lá mít nhá. Chỉ có lá kiếm, không có lá mít này. Hàng về cũng không được nhiều đâu ạ. Về được có mỗi một thùng thôi. Đây. Đấy. Đẹp nhá. Bao đẹp, bao lỗi lá cho cả nhà. Nhận hàng lỗi lá trả về nhá. Mướt luôn. Quá xuất sắc luôn nhá. Tiếp theo xem một mặt hàng tiếp theo nữa, nó là cái hàng sóc. Sóc tím của nhà em ạ. Sóc tím này, thời điểm này đang bắt đầu nó phun hết nụ lên nhá. Sóc sẽ cho hoa vào tháng 4, tháng 5. Đây là cái hàng hoa mùa hè đấy ạ. Đây, lấy cho mọi người xem cái mặt hoa sóc của nhà em luôn. Vòi bông dài nhá, sai bông, thơm. Hoa tương đối bền ạ. Một chậu sóc như này em bán với giá là 400k. Trung bình một giò này thì nó sẽ có 5 ngọn nhá. 5 ngọn, em tính cả ngọn ngắn, cả ngọn dài xen kẽ luôn. Đây. Đúng như cái đuôi con sóc luôn nhá. Cái này thì mọi người lưu ý giúp em là nó là đặc tính của hàng rừng, cho nên là cái lá của nó sẽ không được xanh mướt nhá. Nó sẽ không được mướt mát 100% đâu ạ. Đây này, thường thường thì cái lá hàng rừng nó sẽ như thế này này. Đấy. Nhìn nó hơi cằn cỗi nhá. Cái lá nó không đẹp nhưng mà bù lại cái hoa của nó rất là đẹp nhá. Hoa rất đẹp. 400k cho một giò sóc tím. Trung bình một giò nó sẽ có 5 ngọn nhá. 5 ngọn, em tính cả ngọn ngắn ngọn dài luôn. Xem một mặt hàng tiếp theo em muốn giới thiệu đến mọi người, nó là cái hàng tam bảo sắc. Đây. Tam bảo sắc đột biến của nhà em nhá. Đây này. Tam bảo sắc đột biến này, hàng đột biến này, hoa trắng muốt luôn. Một chậu một thân nhá, một chậu một thân này em bán với giá là 600k. Đây. Chiều dài của nó thì nó cứ dao động khoảng tầm 35 đến 40 sen, 35 đến 40 sen, có những chậu được 50 sen nhá. Em sẽ tìm cho mọi người xem cái mặt hoa đột biến của nó. Hoa cực kỳ đẹp luôn đây. Đây nhá. Tam bảo sắc hoa trắng muốt luôn, thơm. Nhấn mạnh là cái hoa này nó cực kỳ thơm nhá các bác nhá. Đây này, mặt hoa này trắng muốt luôn nhá. Đây, em quay ở bên này cho nó sáng này. Quay cái loạt bên này cho nó sáng này. Đây. Đây thực tế luôn này.
Nó cứ dao động trong khoảng tầm 40 đến 50 cm một cây, 600k một cây này. Lá xếp nhá, bản lá to, lá xếp to đẹp luôn. Đấy, xếp chân rết luôn nhá. Cực kỳ đẹp luôn này. Tem bản sắc đột biến nhá, hoa trắng muốt luôn ạ. Đây ạ, nhiều khi là trong cái quá trình vận chuyển ấy ạ, nhà em đóng hàng thì cái phần rễ này em sẽ phải buộc nó vào để cho nó đỡ bị lòe xòe đấy ạ. Thì nhiều khi đến nơi cái rễ nó có thể là sẽ bị rụng ra, nhưng mà rụng ra là nó toàn, hầu như là toàn rụng những cái phần rễ già này thôi. Vì bây giờ là thực chất là khi mà các bác mua một cái cây này về, cái rễ già ấy ạ, mọi người bắt buộc mọi người phải cắt đi để cho nó tức ra cái rễ mới, để bắt đầu nó cái để nó bắt đầu nó nuôi cái cây nhá. Chứ cái phần rễ già này mọi người giữ lại cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Tam bảo sắc đột biến nhá, tam bảo sắc đột biến này. Hàng lá xếp nhá, bản lá to đây này. Bản lá tương đối to luôn, bóng nhẫy luôn. 600k một em. Một thân của nó thì nó cứ dao động khoảng tầm 4 đến 50 sen nhá. Chiều dài thân đấy ạ, 4 đến 50 sen. Thơm lắm, thơm cực kỳ luôn. Đây, một mặt hàng tiếp theo nữa là cái hàng kèn rừng. Em mới về được một cái lô kèn rừng đây. Kèn rừng này em bán là 800 nghìn một cân nhá. Cái hàng kèn này, đây xem nào, có cái mặt hoa thực tế luôn cho mọi người xem. Đây này, cái bông hoa đây này, tím đậm luôn nhá, tím đậm luôn. Lưỡi trắng nhá, viền viền trắng này, lưỡi lưỡi viền trắng này, cánh tím đậm luôn nhá. Đây là cái bông này nó chưa nở căng hết nhá, thực tế luôn cho mọi người. Cái hàng rừng này thì nó không như cái hàng công nghiệp cả nhà ạ, cho nên là nó sẽ có lẫn cả thân già lẫn thân hoa. Và cái thời điểm này này là cái mầm gốc này này nó đang bắt đầu nó phun lên, đang bắt đầu phát triển nhá cả nhà nhá. Đây, đợt này em về được cái lô kèn đẹp xuất sắc luôn, chi chít nụ luôn nhá cả nhà nhá, chi chít nụ luôn này, nụ bắn lên như kiểu tên lửa luôn đấy, siêu nhiều nụ luôn nhá. 800.000 một cân. Mọi người có nhu cầu đặt hàng thì cứ nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp qua hai số điện thoại em đã cung cấp ở trên. Sau đây thì em xin phép dừng video. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em. Em chào mọi người ạ.